AG The Doctor TV, kênh thông tin nông nghiệp tổng hợp. Hôm nay, bác sĩ nông nghiệp sẽ chia sẻ cho các bạn về tác dụng của phân đạm qua video sau đây nhé. Đầu tiên, bác sĩ nông nghiệp sẽ chia sẻ cho các bạn phân đạm là gì. Phân đạm hay còn được gọi với tên khác là phân ure. Đây là tên gọi chung của các loại phân bón vô cơ cung cấp nitơ cho cây trồng. Phân đạm cung cấp nitơ cho cây trồng dưới dạng ion nitrat và ion amoni. Độ dinh dưỡng của phân đạm được đánh giá bằng hàm lượng nitơ trong phân. Tiếp theo, ta cùng tìm hiểu về lợi ích của phân đạm nhé. Phân đạm đóng vai trò quan trọng đối với cây trồng vì nitơ là một trong những nguyên tố bậc nhất tạo nên sự sống. Nitơ có trong tất cả các protein phức tạp và đơn giản, là thành phần cấu tạo nên mạng tế bào thực vật, tham gia vào ADN và ARN. Ngoài ra còn có vai trò quan trọng đối với việc trao đổi chất trong các cơ quan thực vật. Trong đạm có thành phần diệp lục, thiếu nó cây xanh không quang hợp được. Nó có trong phêmen, hợp chất alkalo và nhiều chất quan trọng khác. Đạm thúc đẩy cây tăng trưởng cho cây đẻ nhánh khỏe, ra lá nhiều, phân cành mạnh, quang hợp tốt, giúp tăng năng suất cũng như tăng chất lượng cho cây trồng. Tiếp đó, bác sĩ nông nghiệp sẽ chia sẻ về các loại phân đạm phổ biến. Thứ nhất là về phân ure. Phân đạm ure có hàm lượng nitơ từ 44 đến 48%. Đây là loại sản phẩm phân bón chiếm hơn 58% tỷ lệ phân đạm được sản xuất toàn thế giới. Phân ure có hai dạng và mỗi dạng có những đặc điểm riêng khác nhau. Loại tinh thể màu trắng, hạt tròn, dễ tan trong nước, nhưng lại có nhược điểm là hút ẩm mạnh nên cần bảo quản tại nơi thoáng mát, khô ráo. Loại có dạng viên, nhỏ như trứng cá. Loại này có thêm chất chống ẩm, dễ bảo quản, dễ vận chuyển. Phân ure có khả năng thích nghi rộng, có thể sử dụng trên nhiều giống cây trồng, nhiều loại đất khác nhau, thích hợp hơn cả khi bón trên đất chua phèn. Cách sử dụng. Phân ure thường được sử dụng để bón thúc cho cây trồng hoặc pha loãng theo nồng độ 0,5 đến 1,5% để phun lên lá. Có thể trộn phân ure với phân lân nhưng không được để quá lâu. Cần bảo quản kỹ, tránh tiếp xúc trực tiếp với ánh sáng mặt trời, bởi vì dưới tác động của ánh sáng thì phân sẽ nhanh bị phân hủy và bay hơi. Những túi phân đã mở nên được sử dụng hết trong thời gian ngắn. Thứ hai là phân đạm amon. Đây là loại phân đạm tổng hợp, gồm các thành phần là muối amoni. Phân amon được chia thành nhiều loại và phổ biến nhất là hai nhóm sau. Amoni sunfat, còn gọi là phân SA, có hàm lượng N20-21% và S23-24%. Phân amon sunfat có thể làm chua đất, nên khi sử dụng nên bón kết hợp với các loại phân lân kiềm. Phân có tác dụng nhanh với cây trồng, cần chú ý khi bón cho cây con vì dễ gây ra cháy lá. Amon chlorua. Hàm lượng các chất dinh dưỡng có trong phân gồm 24-25% N và 75% clo. Phân dễ tan trong nước, ít hút ẩm, không bị vón cục, tơi và dễ sử dụng. Tuy nhiên khi bón phân này dễ gây chua và để lại ion clo trừ tồn dư trong đất. Vì vậy nên kết hợp với lân và các loại phân bón khác khi sử dụng. Phân sử dụng cho bón thúc và chia làm nhiều lần bón. Thứ ba là phân đạm nitrat. Các loại phân đạm nitrat được sử dụng phổ biến gồm có natri nitrat. Đây là loại phân được sử dụng khá rộng rãi, có chứa 16% N, 25% Na2O và lượng nhỏ vi lượng BO. Nó thường được bón cho các loại cây trồng lấy đường và các loại cây lấy củ. Canxi nitrat. Trong phân chứa hàm lượng 15-15,5% N và 25% CaO. Đây là loại phân có tính kiềm mạnh nên có lợi cho vùng đất chua. Magie nitrat. Có chứa 13-15% N và 8% MO, dễ tan. Loại phân này thường được sử dụng ở các vùng đất thiếu magie. Amon nitrat. Loại phân này chứa 33-35% ở cả hai dạng NH4+ và NO3+. Phân có dạng tinh thể, màu vàng xám, dễ chảy nước.
Loại phân này thích hợp với cây trồng cạn như bắp, bông, mía. Kali nitrat. Trong phân có chứa 13% N và 44% K2O, vì kali trong phân cao hơn nitơ nên thường dùng như một loại phân kali. Tuy nhiên nó cũng cung cấp nitơ cho cây trồng. Cuối cùng, ta cùng tìm hiểu về một số lưu ý khi sử dụng phân đạm nhé. Phân ure dễ tan, có tính thẩm thấu nhanh, giúp cây xanh lá, để nhiều cành mới, phát triển mạnh. Loại phân này phù hợp với các loại cây trồng đang ở giai đoạn phát triển thân, cành và lá. Không bón phân đạm khi trời sắp mưa và đang mưa để tránh bị rửa trôi. Đồng thời cũng không bón phân đạm khi trời khó mưa, khô hạn lâu ngày hoặc không thể tưới nước cho cây trồng. Cần chú ý phối hợp với phân kiềm, tro hoặc vôi để tránh tình trạng làm chua đất và giảm hiệu lực của phân. Đối với những cây có nhu cầu cần đạm nhiều, khi bón cần chia ra làm nhiều lần. Nhất là đối với đất chua, độ mùn trong đất kém, dung tích hấp thụ thấp. Cần bón đúng đặc tính và nhu cầu của đất và cây. Đối với cây trồng cạn nên chọn bón phân nitrat, nhưng đối với lúa nước nên bón đạm Chlorua hoặc SA. Cây họ đậu thời gian đầu chưa có nốt sần vẫn bón phân đạm, để cho hiệu quả cao nên bón phân đạm trộn với phân chuồng. Khi bảo quản phân đạm chú ý không đổ ra nền, không tựa vào tường, phải để vào bao giấy tốt hoặc bao ni lông kê cao để tránh bị ẩm mốc, giảm chất lượng của phân bón. Agri Doctor TV xin cảm ơn các bạn đã theo dõi video này. Chúng tôi mong tiếp tục nhận được sự đón nhận của các bạn trong những video tiếp theo.